Xin mời quý vị khán giả, buổi sáng nay anh em sẽ làm về các món tổng hợp về thịt gấu gâu. Thì cũng xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến đồ ăn của anh em trong tháng nguyên về nên là siêu phẩm về gâu gâu. Em mổ xong, bây giờ bắt đầu làm ra để lọc ra, xong làm các món. Hôm nay anh em làm về các món nhé, tổng hợp. Anh em sẽ cho vào nấu rượu mận, sao xả lan không? Món nướng chả, món lòng dồi, món rượu mận. Cơm về à? Món thịt hấp. Thịt hấp nữa. À đây thịt hấp thì các anh em phải... đây rồi, đây là món thịt hấp đây. Sụn. Đây giờ bắt đầu thái cái món chả nướng. Anh em bắt đầu chế. Ông thêm lấy dao bập cái xương trước để cho cái ấy nó nấu trước, xào trước. Diệt. Đây là rau thơm để anh em làm nhân là lòng dồi nhé. Đây là mắm tôm, xả, riềng, chanh và món đậu răm không thể thiếu rồi. Cái này là món thịt hấp nhá, anh em để sẵn ở đây. Còn cái món kia là bên này đây, anh em băm là để nấu rượu mận. Còn bên này là món bà chỉ mông vai để cho vào thái thịt nướng. Thịt này các ca cũng bỏ ra cho đệ luôn, tí cho sau để nó dùng. Dạ phải. nhầm địa chỉ. Đây là món lòng dồi nhé, anh em đã làm xong, giờ bắt đầu băm để nhân, cho lên làm lòng dồi. Cái này là nồi canh xương, anh em để nấu mấy canh chuối xanh. Bắt đầu làm gia vị, đây là lá mơ, lá đậu răm, lá thơm, húng cây nhé. Để làm để gia vị thì có xả, riềng, hành, khô. Ở đây giờ rồi anh em băm cái món nhân làm lòng rồi. Ngon cũng nhiều.
cho quả đỗ, đỗ xanh đã rang sẵn, ngâm nước, tí nữa cho vào. Cái nhân làm nóng rồi. Đây là cho thái cái món xả. Có ớt tươi không? Vứt lên mấy quả nào. Để ớt cho vào ớt. Mấy à? Thế ở ngoài. Bây giờ anh em bắt đầu cho cái gia vị vào cái lòng rồi. Đây là xả. Còn này ướp thịt nướng thì cũng có xả, ớt, riềng và mẻ nhé. Đây là lọng mẻ đây anh em. Ôi đây là lọng muối. Lọng muối rồi chưa ạ? Lọng mẻ đâu? Anh em bị nhầm. Lọ mẻ thành lọ muối, lọ muối thành lọ mẻ. Cái rượu mận này thì cũng có riềng mẻ, xả, ớt, mắm tôm. Buổi chiều hôm nay ấy, trời sắp mưa nên tối nay anh em lại làm thịt chó này ăn quá hợp lý rồi. Bắt đầu ướp cái rột lòng rồi nhé. Bên này là ướp món thịt chả nướng. Bên này là món rượu mặn. Này phải có mẻ nó mới thơm, tạo độ ngậy cho đồ ăn. Đồng đội hộ nhau mỗi người tay nó nhanh hai ăn rồi. Này là trong gia vị của món lòng rồi thì có lá mơ, đá rau húng cây và rau răm để cho vào cái món lòng rồi nhé. Đấy. Đây là món nhân làm lòng rồi. Cái này món chả nướng thì anh em sẽ đảo lên để cho nó ngấm gia vị. Còn cái này thì gồm có riềng, mẻ, mắm tôm, xả, ít xả, ớt để tạo nên hương vị của món chả nướng này. Cái này ướp khoảng 2-30 phút sau anh em sẽ xiên và cho lên nướng này. Cái này là món thịt rượu mặn.
này có xương, cái xương quả con chó anh em sẽ băm cho vào nấu để cho nó thơm. Cái này vừa có thịt vừa có xương, thấu xương đấy. Chị để em đang hỗ trợ làm cái món canh chuối. Cái này anh em đang cho món xương đảo lên cho nó ngấm gia vị hoặc là nấu với canh chuối. Hôm nay cầy tờ anh em sẽ nấu với canh xương chuối nhé. Đây, canh xương chuối anh em sẽ thái đây thành miếng để nấu với canh xương cầy đây. Đây là anh em đang đốt bếp để nấu nồi canh xương nhá. Đây, đây là nồi canh xương này. Bây giờ bắt đầu dồn cái món lòng rồi cầy của buổi chiều hôm nay này. Thì nướng đủ chưa? Nướng xiên rồi. Xem mấy giờ rồi? Chưa? Lọc rồi. Trong này anh em đang chế biến đồ ăn của buổi chiều hôm nay. Món cầy tơ. Đấy vẫn được mà thôi bỏ đi. Ê, ông Nhuận làm được luôn cả sang kia đã. Đấy đấy. Được hai đoạn luôn à. Đấy, chưa mặn đấy. À đau rồi. Anh em bắt đầu om cái nồi rượu mận. Này anh em om bằng bia. Đầu tiên anh em sẽ cho bia nhé. Sau đấy anh em gần được ăn thì cho nước quả dừa nhé. Này om bia nó nhanh như hai tạo độ ngậy thơm cộng với quả nước quả dừa nữa thì cực chuẩn luôn, cực thơm luôn này. Này giờ anh em bắt đầu cho cái lòng dồi vào để om luôn. Xong chín thì anh em cho ra nướng. Cái kia để cái gan với cái tim thận cật thì để cho vào chiên vào đi. Cho cái dây ở chiên vào. Bây giờ anh em đầu om. Anh em bắt đầu vớt cái món lòng rồi để ra nhé. Cho ra xong rồi cho nguội rồi anh em cho nướng. Cái thịt luộc chắc chưa được chưa không? Chưa được đâu, thịt luộc chưa được. Đây cái món thịt luộc. Đây, cái này chưa chín. Cái này anh em luộc vẫn chưa được. Cái này thịt luộc thì anh em phải cho om thêm lốc nữa. Thoải mái đây, đủ chỗ này thịt nướng cứ mấy mâm hai xiên đi. Đây anh em bắt đầu cho cái món chản nướng để bắt đầu là nướng này buổi chiều hôm nay.
7.000 với 11.000. Ngoài này anh em đang chuẩn bị đồ để xiên thịt nướng. Anh em nướng cái món chả nướng ở buổi chiều hôm nay. Đây là món nồi rượu mận đấy. Anh em đã om chín rồi. Rồi xong rồi anh em đổ cái nước cốt dừa và quả dừa vào nữa là hoàn thành nồi rượu mận buổi chiều hôm nay. Đây là món lá chuối này anh em cũng cho hôm nay là anh em cho lên để cho lên mẹt nhé. Bây giờ anh em bắt đầu cho món chả nướng vào để nướng nha. Buổi chiều hôm nay đây. Anh em này cho lên mẹt nha. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức ạ. Không vừa. Bây giờ anh em bắt đầu dở cái lượt đầu tiên nhé. Đây, muốn chả nướng. Anh em này nướng cả thịt lợn đấy nhé. Đây, có người ăn được kiêng. Anh em là nướng cái thịt lợn. Đây, anh em bắt đầu đang nướng thịt đến giai đoạn cuối nhé. Thì anh em nướng luôn cái món lòng dồi. Than hơi yếu. Không xèo xèo, nó phải căng lửa lên. Nhìn chú Tú nhỉ. Giờ anh em đang nướng món chả nướng và món lòng. Anh em đã quặn vào đây để nướng này. Lấy thêm bát mỡ nữa để sang quệt vào cái lòng cho nó giòn lòng. Bây giờ anh em đã nướng chín rồi nhá. Giờ anh em bắt đầu cho quay một lúc nữa, om một lúc nữa để cho nó nóng thì anh em bắt đầu cho lên mâm nhé. Giờ về anh em bắt đầu cho đồ lên trên mâm. Chín rồi, thế đồ rồi. Không ép nó vàng được, không vàng được. Chú để anh cho nó vào gạch. Thưa quý vị khán giả nhé, buổi chiều nay anh em làm về món cây tơ 7 món. Nay giờ anh em bắt đầu cho những đồ này lên nhé. Giờ món lòng, rồi và món thịt luộc. Giờ anh em cho lên mâm để cho ra. Anh em bắt đầu ngồi buổi tối hôm nay nhé. Đây, anh em làm 5 mẹt. Đấy, miếng dồi chó vàng ươm nóng hổi.
Cái này hôm nay mình có 4 món nhỉ? 4 món đó. Lòng dồi này, thịt luộc này, món rượu mận này và món chả nướng. Hôm nay anh em làm 4 món nhá, 5 mâm. Con này hôm nay được gần 14 cân. Anh em làm 5 mâm. Để phụ thêm ít thịt lấp. Gần 14 cân anh ạ. Bây giờ anh em bắt đầu thái cái món thịt luộc. Cái này là sút ức nhá. Đâu làm chó mày ở thằng nào làm thằng nào từ nãy giờ không cho nói cái gì mà đây là món chả nướng anh em đã bắt đầu cho lên thành mâm nhé. Giờ anh em cho lên đổ để anh em cho xiên. Đấy là thịt lợn nhá, đây là lợn đây, xiên giờ anh em đâu bỏ cái chả nướng ra nhé, đảo đều đi xong là cho vào mâm. Bây giờ anh em đã hoàn thiện nhé, cho lên mâm. Giờ còn món thịt rượu mận anh em cho vào bát. Thế là hoàn thiện một mâm của buổi chiều hôm nay anh em làm về món cầy tơ 7 món nhé. Đây là anh em đã hoàn thiện xong là còn bát rượu mận nữa và bát canh chuối nữa. Là hôm nay là anh em đã chế biến xong 5 mâm. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng đồ ăn cùng anh em trong buổi chiều hôm nay. Anh em bắt đầu cho canh chuối lên nữa. Là hoàn thiện của buổi chiều hôm nay anh em làm về món cầy tơ. Anh em cho xương để nấu với canh của chuối nhé, chuối tiêu xanh ấy. Mỏng đấy. Thì đây, mùi to đùng đây. Ngày giờ anh em bắt đầu múc cái bát rượu mận này lên nhé. Này nồi rượu mận này anh em bắt đầu múc lên làm 5 mâm. Cái này anh em đã đổ nước cốt dừa này om sẵn. Giờ là anh em chỉ việc múc lên là bắt đầu triển khai lên mâm. Thưa toàn thể quý vị khán giả, buổi chiều hôm nay anh em làm về
năm mâm cầy tơ. Bây giờ cũng là đến bữa, cũng xin mời quý vị khán giả dùng bữa cùng toàn thể anh em và gia đình nhé. Đây là anh em và bắt đầu đã đến, khách đã đến. Buổi chiều hôm nay đã hoàn thiện các mâm. Bây giờ em sẽ review qua các món nhé. Đầu tiên nó là món canh chuối này. Anh em làm 2 bát nhé. 2 bát. Và món đây là món chả nướng này. Ở đây là món thịt luộc này. Ở đây là món xúc xích nhé. Còn đây là món lòng. Cái món này là món bát rượu mận nhé. Đây là bún ạ. Còn thiếu mắm tôm nữa. Anh em đang trưng. Cũng xin mời toàn thể quý vị khán giả dùng bữa cùng anh em và toàn thể dùng cơm và dùng bữa cùng toàn thể gia đình nhé. Đây buổi chiều của anh em hôm nay nhé. Em sẽ review tất cả các mâm. Hôm nay anh em lại làm về món thịt cây tơ 7 món. Em giờ đang anh em đang hun rơm đây. Anh em mùa rơm. Anh em hun bằng rơm luôn này. Hay đầu bếp thêm đang phụ trách. Bên khói lửa. Này thui vàng lên. Anh em bắt đầu mới chế biến. Vị khán giả, hôm nay anh em sẽ chế biến về các món thịt chó và cây tơ 7 món. Anh em đang bắt đầu làm món sơ chế món lòng đầu tiên. Đây, băm món nhân làm lòng rồi đây. Anh em đã đầu đang lọc để chế biến ra các món của buổi chiều hôm nay. Bây giờ anh em đang băm cái nhân làm lòng dồi. Hôm nay anh em sẽ làm về món lòng dồi thịt chó. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến. Đây là món tiết anh em hãm để làm món lòng dồi đây. Đây băm cả da cả. Đây băm da cho nó ngon. Đấy. Còn đây đây là anh em đã lọc xong. Giờ anh em bắt đầu chế biến ra các món này. Mình chiều nay làm những món gì đây? Dạ vẫn là món nướng chả nhá. Chả nướng này. Đấy, món lòng này nó còn để thiếu à? Lòng dồi. Rượu mận. Và món thịt hấp. Ê, anh em cho cái này để làm thịt hấp nhé. Cái sụn này. Bạn sụn. Cái chuối đây. Chó hợp với chuối rồi. Chuối hay mít. Ở hay ăn bữa mít đầu mùa nhỉ. Làm quả mít về bữa đầu mùa cũng được. Mùa mít rồi. Giờ anh em bắt đầu thái món thịt nướng nhé. Anh em này thái món chả nướng này. Còn bên này anh em vẫn đang băm gia vị để chuẩn bị cho món lòng dồi đấy. Okay.
cái đấy nghe. Đây giờ anh em bắt đầu hái cái gia vị nhá, đào mơ để cho vào món lòng rồi vào buổi chiều hôm nay. Xuống đây nó không cần gì đâu. Đây anh em bắt đầu cho lá mơ này, xong bắt đầu gia vị, còn có rau răm, xong là sả, ớt, mắm tôm và giấm, anh em cho vào, có cả mẻ nhé. Vâng. Đây là băm xương với cái xương sườn để cho vào nấu chả cầy nhé. Rượu mật cũng được mà chả cầy cũng được. Đấy, xương sườn này, cái xương sống này ăn mới ngon. Này lọc để lại nhiều thịt đấy. Quá nhiều thịt luôn. Đây. Rượu, đây là rượu mặn, đây là nồi tí anh em nấu xương. Cái xương sống ở trong. Đây, hai cái xương để lại thôi. Thế thái hết này thôi. Cái này có. Thái gia vị đấy, để ướp. Vẫn nhiều chút. Kia bát đây. Đây là gia vị nha. Cái này là riêng để làm gia vị ướp cái món thịt cầy tơ đây. Còn đây anh em đang ướp cái món sả nhé. Trong tủ có ớt không? Đấy. Ra vườn đi, chạy ra vườn nữa hả? Đấy. Đây giờ anh em ướp cái món thịt chả nướng nha. Cái này gồm sả, ớt, cũng riềng, mẻ, mắm tôm. Thơm. Đây giờ anh em ướp cái món chả nướng này, riềng. Anh em cho mẻ, mắm tôm, dầu rán. Đây món lòng, anh em cũng cho ít mắm tôm và mẻ. Bên này thì rượu mận thì anh cũng, em cũng phải có mẻ và mắm tôm. Cái thịt chả nướng này phải có thêm cái dầu rán để anh em cho nó quyện gia vị nhé. Chưa thái ớt vào à? Đây anh em cho đỗ nhá. Cái này là lòng rồi phải có đỗ. Rồi luôn chứ. Mẻ, mắm tôm. Rồi giờ đảo lên là anh em rồi luôn đó. Mì chính cho rồi. Anh em đã đảo sẵn nhá. Bây giờ anh em bắt đầu rồi cái món nhân lòng rồi đấy. Thế còn cái kia không thế? À hôm ấy có cháu nhìn thấy. Đây giờ anh em bắt đầu để ướp món chân cho linh xương đấy nhỉ. Giờ anh em ướp cái món thịt chả nướng nhá. Vừa ướp xong cái món thịt rượu mận rồi. Cái này rượu mận thì anh em cho xương nha, toàn xương thôi. Xương và ít thịt chân cẳng giò. Này anh em lọc ra này. Cái này món này phải có cả xương, có cả thịt vào ăn nó mới thơm. Ngậy. Và cái món này thì anh em đang ướp. Ướp xong anh em để ngấm hết gia vị. Đây, anh em bắt đầu xiên để nướng buổi chiều hôm nay nhé. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Đây ông cho cái món này vào ướp một ít vào cho nó đậm đà này. Cứ đấy, ngấm. Tí đun cho vào. Là đun cho bên trên. Cứ ướp luôn vào đây này. Cho nó ngấm gia vị. Đấy. Cực ngon luôn. Rồi anh em bắt đầu rồi cái lòng rồi của buổi chiều hôm nay đây. Hôm nay anh em làm món cầy tơ 7 món này. Import hết rồi nha. Cái này là chú Tú Béo đang phụ trách nha. Cái này là dễ nhất. Bên kia đổ bếp thêm phụ trách các món. Nhân hơi nhiều. Cứ làm đi nó khắc hết. Không hết thì cho vào rồi rượu mận càng ngon càng thơm gì đâu. Con này bé nhưng mà lòng to đẹp nhỉ. Lòng dài. Lòng này vừa tầm ăn. Đẹp lắm.
còn gá còn nuôi như lòng chó. Đây anh em đang rồi nhé, đã hoàn bắt đầu hoàn thành. Này anh em cho vào nồi luộc để là xong của các món. Cái này anh em đã xào rồi nhé. Bây giờ là anh em ninh cái nồi canh xương này, xương cầy tơ nhé. Anh em cho vào nấu với canh chuối. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức nhé. Cảnh nhà nông các bạn. Đang băng bếp công nghiệp. Giờ anh em bắt đầu cho món lòng chó vào nhé, để anh em luộc nhé. Này cho nồi canh xương anh em luộc cái món lòng này luôn. Cho món hai miếng thịt các bạn ạ. Anh em cho cả món thịt luộc. Anh em luộc một cái đùi và một cái ức xương sườn. Ức sụn. Cái này cho dưới. Cái này là vừa nãy quên là thái là thêm tí nhỏ tí. Tí nhỏ miếng đấy lâu chín nhất. Thôi úp vào. Đây giờ anh em bắt đầu đốt than lửa để lấy than nướng thịt chả cầy của buổi chiều hôm nay. Anh em nên nướng ở ngoài cánh đồng, anh em nên sinh hoạt ngoài đây. Đây buổi chiều anh em nhé. Đang ươm đấy. Bây giờ anh em bắt đầu xiên cái món chả nướng này để anh em cho vào nướng của buổi chiều hôm nay. Đấy nhá, anh em đang làm món thịt xiên que. Xiên ra đã. Quay ra ra ngoài nó mỏng anh ạ, không mỏng như thế này. Quay kiểu kia non rồi. Non nhưng nó giòn ra nó ngon được. Để biến món thịt nhâm nướng. Tối hôm đây đỡ phải nấu cơm ngồi với chị em. Đấy. Gọi đi không chị nấu cơm mất giờ mới 5 giờ rồi. Bây giờ anh em bắt đầu vớt cái món lòng rồi và để cho lên tiến hành cho lên nướng cái thịt luộc anh em vớt ra luôn nhé. Bà tắm chưa? Ngon lắm rồi đấy. Hấp à? Luộc. Thế sao lòng này tí nữa con nướng không anh? Có chứ. Tí lòng này nướng. Thế tí dầu nướng nhỉ? Nha, ủ thế à? Hà giữ hai. Rồi phát ủ. Nó cũng chênh vênh cơ. Thì anh cứ thích nó chênh vênh thì nó mới nó cảm giác khác chứ. Thôi anh đừng có điêu đi. Đừng có mồm điêu đi.
Được cái này cho chuối. Đây là anh em bắt đầu quấn cái món lòng rồi nhá. Để cho vào nướng đây. Cái này phải nướng qua. Cháy nó khét khét, ăn nó thơm. Bùi nghìn nghịt luôn. Đây anh em hôm nay không lấy được cây mầm tang, anh em quấn vào cây mai. Còn đây là món lòng luộc và món đoạn lòng luộc một đoạn lòng luộc và món gan và món sụn quả cái ức và món thịt mông vai để anh em cho làm món luộc nhé. Đấy. Này quá ngon luôn. Này thôi nhỉ. Cái đấy thôi. Cái đấy tí nữa đút ra xiên cho một cái xiên xiên qua phát là cho đấy rác nướng như thịt nướng nhỉ. Bây giờ anh em đang nướng cái lòng dồi và món chả nướng nhé. Anh em đang giúp nhau làm. Anh bảo phôn thì có mà. Đây mình đang ăn thịt cẩy đây. Không, anh mà biết là phôn thì anh cũng biết. Anh không biết phôn. Không biết phôn, sao biết nói phôn, anh không nhận. Lửa dầu nó có rơi xuống, anh Hải tránh né đi. Không nó nổ đấy. Anh quét bên kia kìa cho nó thấm thịt bên kia kìa, quét nó đi. Bên đây có mấy trăm rồi, đây còn trăm này. Không tí nữa thì anh sang tí đổi tiền lẻ thì mất hút, không lấy tiền thì tí mất hút. Càng mềm lúc nào gần ăn thì quật, lúc nào gần ăn thì lại nướng lại phát nữa này để này nó à, bố ấy đổi bọn anh với Khải ấy nhỉ. Cảm giác tay ẩm thực cũng được ấy. Cũng biết chế ẩm thực phết đấy. Em chưa thích thể hiện đâu. Đấy em đi camping với anh là nhạc viên nữa, chế biến đồ ăn luôn. Đây giờ anh em ủ nướng này một lúc nữa là chín, anh em bắt đầu cho lên mâm nhá. Hôm nay anh em cho vào làm mâm lên mẹt đấy. Tí nữa giải là chuối anh em cho lên. Giờ anh em bắt đầu om cái món rượu mận nhé. Buổi tối nay anh em làm về món cây tơ bảy ngón. Anh em sẽ cho ra mâm nhé. Giải là chuối. Đây ngoài này chú Tú đang phụ trách đây. Ngoài kia là anh em đang thịt chả nướng ngoài kia nhé. Đang om. Và món lòng. Tí nữa anh em đốt nướng qua một lúc nữa là được không? Cái món giả cầy này anh em sẽ ôm bằng bia và nước cốt dừa. Đây là nước quả dừa nhé. Anh em tí sẽ cho vào xong. Đây chưa bổ nhé. Tí sẽ lấy nước để cho vào cái nồi giả cầy. Đây con này non. Này anh em nấu sổ một lúc là được. Anh em sẽ cho lên mâm. Dưới này bắt đầu anh em bắt đầu cho những đồ đầu tiên ra mâm nhé. Cho thơm dưa quả nhà trồng được nhé. Chú Tú ăn luôn nè. Ăn phải ăn quả cao nhá. Dưa nhà trồng được nên là dưa sạch luôn. Anh em bán trực tiếp cho người dân ăn tại vườn luôn nhé. Đây anh em này chiều nay bán tại vườn luôn ạ.
anh em làm được. Đây giờ anh em cho cái quả dừa tươi, anh em cho vào om với thịt chó này thì nó ngậy, nó thơm, tạo độ giòn cho thịt cầy. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức đồ ăn cùng anh em. Đấy, còn cái này là cái đỗ và cái nhân làm lòng thừa nhá, anh em sẽ cho vào trong nồi rượu mận, om này nó mới thơm đúng bài. Đấy, thế là xong một nồi om rượu mận. Đây giờ anh em đầu thái cái món thịt luộc lên để cho lên mâm nhé. Đây là món thịt đây. Anh em bắt đầu cho đây. Cái này là lấy cái sốt, cái ức của con chó nhé. Này miếng thịt cực ngon luôn. Tí bác ơi, xử lý nó. Ra giữa mình. Cắn ra nào ông. Nghe nó còn đầu bây giờ. Đi ra kia. Được, chín rồi. Chín. Đây là anh em đã làm xong, cho luôn một cái rá cho vào mẹt này, xong để chiêu ở để chia ra luôn này. Đây là chị em tăng cường thêm món xúc xích nhá, đây là bông hoa xúc xích. Dưới này là cái Tú đang bổ dưa. Còn đây khi em bắt đầu là các cháu đã đến nha. Đây giờ bắt đầu anh em thái cái món lòng rồi để cho lên mâm nhé. Đây là món lòng rồi, anh em đã nướng xong. Hơi nhiều, cho ra đi. Đây là anh em bắt đầu cho những đồ chính của buổi tối hôm nay lên mâm. Anh em làm bún mâm nhé. Nóng hết con ạ. Hết dây chuột ạ. Con đó. Hả? Vườn con rất nhiều anh. Bổ thêm. Bổ lắm. Tí nữa thèm ra. Bắt ít nước xuống ruộng mình chả để ý nó chạm bố ra đường. Phạt. Đây là món thịt chả nướng nhá. Anh em đã làm xong. Bây giờ anh em bắt đầu cho ra mâm. Tất cả các món này đã hoàn thành nhé. Bây giờ anh em đã cho đồ lên hết rồi nhé. Bây giờ các đồ quả cây tơ đã xong. Anh em bắt đầu chuẩn bị ngồi mâm nhé. Bây giờ còn cái món rượu mận và món mắm tôm nữa là xong. Và hoàn thành tất cả các mâm đã lên mâm nhé. Cái này cho nguyên chỉ con mà. Vâng vâng. Xin mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Buổi chiều hôm nay anh em làm về món cây tơ 7 món. Nhưng hôm nay anh em làm về cho lên mẹt thì anh em làm được có 4 món thôi. Anh em rút gọn này, bỏ đi rồi anh em làm 4 món. Thì, đầu tiên là món rượu mận, hai món chả nướng này, chả nướng, ba món luộc lòng và luộc và món thịt luộc nhá. Và anh em làm bún. Thì, trong này thì có cả bát canh chuối nhá. Này. Canh chuối này. Anh em này làm bún mâm.
Con này mấy chục cân đây? Con này 13 cân. 13 cân mọc à? Thì lạc đấy. Lạc tinh. Thưa quý vị khán giả nhé, hôm nay anh em sẽ chế về món thịt cầy tơ bẻ món nha. Hôm nay là thịt gâu gâu đây. Anh em bắt đầu chế làm món. Đây là làm những món gì đây? Đây mình làm chủ yếu là món nướng này, chả nướng chả. Làm các món à? Các món đây. Đây có tiết để anh em làm lòng dồi nhé. Đây, hấp này, thì nướng chả nướng này, rượu mận này, lòng dồi này, và món canh xương à, nấu mít đi, nấu quả mít không? Nọ là mít ngon lắm. Có thể cho anh em ăn gì nấu đấy không? Làm quả mít. Bây giờ anh em bắt đầu làm cái món lòng dồi của con chó hôm nay nhé. Con chó này là siêu nạc thôi. Này mười mấy cân này, bé đấy, à to đấy. Mắc rồi, thịt rồi, 13 cân. Đây, không có giấm này, anh em cho lên cái lá chuối nha, lá chuối tiêu hết nhớt, chát của lá chuối sẽ làm hết nhớt. Đây chú Béo nha, đang lấy cái món mỡ nha, rửa mỡ gan này. Lấy mỡ bắt đầu băm cái nhân lòng dồi. Đây còn mỡ lợn đây này Tú ơi. Này thái chả nướng à? Hay là rượu mận à? Chả nướng to rồi. Chả nướng nó xong rồi. Đây là món chả nướng nhé, anh em đã thái xong. Để anh em cho túi đuổi nhiều quá. Mật chắc bỏ rồi chứ. Rồi anh em bắt đầu băm cái món nhân làm lòng dồi nhá. Tú Béo đấy. Chạch cái món này. Ừ, cho thêm mỡ lợn vào cho nó ngậy. Con chó này nó không có mỡ. Chó này nó ấy. Con chó này nó nạc.
Đây là hai đầu bếp đang chế biến đồ ăn của buổi chiều hôm nay nhé. Thưa quý vị khán giả nhé. Anh em chế biến về món thịt chó. Hôm nay anh em sẽ làm về món chả nướng này, rượu mận này, thịt hấp này. Và món có thể chế được món lòng. Lòng rồi. Và món canh xương sẽ nấu với quả mít nhé. Đây anh em sẽ nấu với xương chó, nấu với quả mít. Quả mít xanh nhé. Canh chó Hùng Hoa mới là tiết canh chó mới là ngon đấy. Nào không vội thì anh em mình làm món tiết canh chó luôn. Phải lấy tia thì mới ăn được, còn thịt tiết canh chó mà chọc là không ăn được đâu. Cắt tia. Phải cắt tận tia. Tôi cho luôn mỡ lợn vào băm luôn. Này anh em cho cả mỡ lợn vào để băm vào lòng rồi nhá. Vì con chó này hôm nay nạc. Anh em cho thêm bổ sung thêm ít mỡ nữa. Lợn. Ông ơi, nó điện được anh. Ngon. Anh nói chú ơi, mình mua về bộ lòng về chỉ thêm mấy chục nghìn thêm cái ấy nữa thôi, ít mỡ nữa thôi là làm được rất nhiều luôn. Ôi nước thay nhá. Với cả mua cả lòng lợn đấy. Đúng rồi. Mình chế được mà. Rửa rau đâu? Xào đỗ cho anh. Đấy, đây, bây giờ anh em rang ít đỗ vào cho lòng cho nó thơm nhá. Đỗ thì anh em cho cũng vừa đủ thôi, cho nhiều quá ăn nó khô. Anh em rang xong nhớ ngâm ít nước vào cho nó thơm, cho nó đỏ, cho nó mềm. Đây rau thơm này làm lòng ấy. Bây giờ anh em thái ít rau này nữa. Cho vào rồi. Lấy rau răm. Anh em lấy nguyên rau răm nhá. Rau răm ngon. Đúng không? Bây giờ anh em bắt đầu ướp cái món rượu mận nhé. Cái này thì cũng riềng mẻ, mắm tôm và sả. Có mấy quả ớt nữa. Tí nữa cho. Đây sả anh em chỉ băm này nhé, không cho bé ra. Anh em cho to. Lấy mùi vị của cây sả đây. Đây này anh em ướp xong để nó ngấm gia vị xong rồi anh em mới cho vào om.
giờ anh em bắt đầu thái cái món gia vị nhá. Đây lấy con dao bằng này em thái nó đấy. Thái thật to nhá. Thái càng nhỏ thì dồn càng dễ vào lòng rồi. Thái to mà ăn nó mới đậm. Bây giờ anh em bắt đầu dồn cái lòng dồi nhá, làm nhân lòng dồi chó của con chó hôm nay. Cái này thì anh em cho lá cho thơm các loại này, giấm mẻ này và mì chính, mắm tôm, riềng. Được rồi em ơi. Trong này luôn ạ? Ừ. Đổ cái đỗ vào, đỗ xanh. Đã xong. Đỗ anh đổ cả nước nhá. Đổ cả nước chứ, lấy cả cái nước, lấy cái nước cái tí. Rồi giờ anh em bắt đầu à làm cái lòng dồi nhá. Dồn. Đây, anh em cho nút tiết nhá. Nút tiết này đánh cái cạnh được đấy. Vừa nữa. Rồi. Anh em đảo lên là bắt đầu anh em dồn nhá. Đây cái bộ lòng đây. Bộ lòng này quá dài luôn. Giờ anh em làm cái nhân lòng dồi. Dồn. Này món này chú Tú Béo phụ trách. Chú cho vào trong nước nó không chảy xuống. Đây anh em đã làm xong món lòng rồi nhé. Em thử cầm lên xem được nhiều không nào. Ui thoải mái. Bún mầm thoải mái em. Thôi. Thế thôi cắt đi. Cho cái kia vào rượu mận. Cái này nhiều chết không? Ôi nhiều em. Cứ bỏ bát để đấy. Cho rượu mận nó ngon. Đứt tay em. Thoải mái đứt nào. Em tưởng không cần rượu mận em nhồi nốt. Cho rượu mận nó ngon chứ em. Nó độ ngậy. Anh em đã xong nha. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức. Đồ ăn anh em chế biến nha. Đây cái đấy cho vào nồi rượu mận em. Đây anh em bắt đầu ướp cái món chả nướng. Cái này thì anh em cho riềng này, mắm tôm này, mẻ này. Và xả này, cho mì chính chưa. Lấy rồi, cắt dầu nữa cái. Còn cái lòng rồi chưa? Rất ngon đấy. Đây anh em cho dầu vào để cho nó quyện cái gia vị nhé. Đây, ướp để cho nó ngậy, không bị khô cái thịt đi. Xả. Không cần đâu. Nướng không cả riềng ngon. Đây là xong món thịt chả nướng. Anh em cho ngấm gia vị và bắt đầu xiên nướng nhé. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến đồ ăn vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị khán giả nhé, giờ anh em bắt đầu luộc cái món lòng dồi nhé. Hôm nay anh em làm về món cầy tơ thịt gâu gâu. Bộ này hôm nay quá nhiều luôn. Quá dài. Gan cho vào luôn hôm. Gan đen. Để trong nước canh cho đẹp. Này anh em sẽ om nhé. Để cho nó chín dần. Cái này anh em sẽ om một lúc nó là chín nhá, quý vị nhá. Thank you.
Anh em bắt đầu đang luộc cái món thịt là chó luộc nhá. Hôm nay anh em làm cái cầy tơ nhá. Luộc. Dạ. Hả? Chưa được. Lòng thì luộc rồi. Cái này mỗi bọn này nữa. Om lúc nó xong. Giờ anh em bắt đầu đốt lửa nhá. Hôm nay mưa, trời mưa, buổi chiều mưa thì anh em đốt lửa trong bếp. Anh em sẽ nướng ở tại trong bếp nhé. Hơi khói tí nhưng mà hơi anh em chịu, nóng tí. Buổi chiều hôm nay anh em làm đổ móng nhưng mà hôm nay lại mưa. Buổi chiều tối nay ăn thịt chó thì cầy này thì quá ok rồi. Mát mẻ. Còn đây là nồi rượu mận nhé. Anh em đã om qua lửa rồi. Để tí nữa anh em đun lại cho nó nóng. Om lại thành hai lửa. Sẽ giòn và thơm ngon ngậy hơn. Sau mấy anh em sẽ nấu một lửa thì sẽ không bao giờ ngon hơn. Cái này sẽ ngon đặc biệt hơn. Này thì cái lắm à. Nó khít nhỉ. Ừ. Thiết kế vừa chuẩn mà. Thưa quý vị khán giả nha, giờ anh em đang nướng cái chả nướng quả thịt cầy, thịt chó đấy. Hôm nay anh em làm món thịt chó. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến nha. Đây. Giờ anh em om lại cái món thịt chả cầy này nữa là xong. Anh em cho lên mâm để anh em ngồi buổi chiều nay, buổi tối nay anh em giao lưu nhé. Giờ anh em vớt cái món thịt luộc, chó luộc ra để anh em đầu chế biến. Còn cái xương này anh em cho vào nấu canh chuối nhé. Này bảo là nấu canh mít nhưng mà mít mùa này nó già, mấy cây nó quả già mất rồi. Anh em này cho vào luộc, cho vào chuối này, nấu chuối thôi. Đây thưa quý vị giải nhé, giờ anh em bắt đầu xào cái món chuối xanh này, để anh em cho vào om nồi xương thịt chó buổi chiều này. Anh em cho mạnh như thế này, làm xào nó mẻ. Gia vị thì anh em cho đã cho sẵn vào cái nồi chả cầy, cái nồi xương, cái xương. Rồi anh em cho thêm ít mì xịt, đảo cho nó ngấm gia vị. Đây là nồi xương chó nấu với quả chuối xanh, là chuối tiêu đấy.
anh em đang om để cho nó rừ xong anh em sẽ cho lên mầm của buổi chiều tối nay. Đây là món chả nướng anh em đã nướng xong, bây giờ anh em bắt đầu cho lên đồ lên đĩa để anh em ngồi giao lưu buổi tối hôm nay. Trời hôm nay anh em làm cái móng thì đổ răng, hôm nay đổ xong trời lại mưa, đúng là buổi tối hôm nay ăn thịt chó thì quá hợp lý. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Bây giờ anh em bắt đầu rán cái món lòng dồi. Mưa quá anh em không có lửa nữa, anh em cho còn rán. Đây là nồi rượu mận anh em om đã xong nhé. Giờ là anh em bắt đầu cho lên đĩa để anh em ngồi. Giòn lắm. Này thì em hút này. Ngon không, ngon không? Ngậy lắm. Đây anh em phải cho là hai đấy luôn, hai mẻ luôn. Hay càng đốt to lên càng tốt, không nó khô quá ăn nó cũng mất ngon. Càng vàng nhanh càng tốt. Đây là anh em đã được một mặt nhé, nó đã vàng rộm rồi. Sắp được rồi. Bây giờ anh em bắt đầu cho đồ chín lên nhé. Này là thịt chó luộc này, không phải chó hấp mà hôm nay anh em cho luộc hết. Chín rồi, không có hồng hào nào, thịt chó sống rồi là tanh. Anh em luộc nó kỹ. Không sao đâu. Bây giờ anh em bắt đầu cho đồ chín lên nhá. Hôm nay là anh em nướng vút xương chó này bằng cái chuối này, chuối tiêu xanh. Đây, anh em bắt đầu cho đồ lên. Xong rồi mà nó anh Hải cài nhầm cho, cứ bảo lỗi không được. Thế bàn nó làm cho hơi được có buồn, sáng đến tối được luôn. Đổ hết thêm rồi. Thưa quý vị khán giả nha, giờ anh em bắt đầu múc cái rượu mận lên nhé. Thơm ngon ngậy. Đây buổi chiều nay thì anh em làm 4 mâm để anh em buổi tối này giao lưu. 40 mâm à? Đây khán giả xem thấy 4 mâm thôi. Cho tất tay vào em. Ai mời nhỉ? Ai mời nhỉ? Cần gì thì ai mời, có chỗ. Có thể là đi làm. Bây giờ đi, rửa thôi, em để cho nó ráo thôi. Đấy đổ lẫn vào đấy. Thôi
Bây giờ anh em bắt đầu thái cái lòng dồi để cho vào đĩa nhé. Nay anh em cho vào một đĩa thịt luộc, anh em cho một đĩa lòng dồi, anh em cho cùng một đĩa như vậy. Hơi bọc. Ừ, mỡ. Thế ơi, đây có khoảng thời gian đây. Đây coi như là anh em hoàn thiện một đĩa lòng dồi và thịt luộc đã xong. Giờ anh em bắt đầu triển khai cho cái món thịt chả nướng lên để đã coi như là xong. Hôm nay anh em làm 4 mâm đã đủ các món. Thế anh em bắt đầu cho cái chả nướng này lên đã xong nhá. Giả nhá là chả nướng, rượu mật, thịt luộc, lòng dồi và canh chuối. Anh em hôm nay làm được 5 món. Cũng là xin mời quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức nhé. Cứ lấy đi làm mai mình uống tiếp mà rồi. Anh đang thử dục cho anh tiêu mỡ. Hai bát hai bia à? Đúng không? Cắt cho anh xin ít ớt đấy nhá. Đây xin mời quý vị giả nhá. Hôm nay là anh em làm về 4 mâm thịt cầy tơ 7 món. Thì anh em hôm nay làm có 5 món. Thứ nhất là món canh chuối nấu xương chó và bát rượu mận, lòng dồi và món thịt nướng, chả nướng. Thịt luộc. Xin mời quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Hai bên này nhận nước mắm của hai bên rồi, cho thơm để hai bên đi. Đấy, chú Tú hôm nay làm được món ăn là vặt mồ hôi đấy. Tú ơi. Đây. Này là anh em làm 4 mâm nhá, thưa quý vị giả nhá. Đầy đủ các món. Buổi tối hôm nay anh em giao lưu đúng trời mát. Anh uống à? Dùng đây anh em. Để được, để đây nha. Nó gọn nha. Như đây cho nó gọn. Trưng hết rồi. À, nước. Cái này trưng rồi em ạ. Tí thôi. Lên ngồi đây mà. Chó non, chó già thì nó không bao giờ hao. Xin kính mời quý vị khán giả theo dõi và cùng anh em.
chuẩn bị trả nhá. Hôm nay anh em bắt đầu lại làm món thịt chó tổng hợp cầy tơ 7 món. Như hôm nay có làm được 7 món không anh Hương? Hả? Hôm nay có làm được 7 món không đây? Thế dự định làm những món gì? Làm bắp, dưa mận, nướng, dưa mận, có lắm. Làm mấy mâm đây? Bốn mâm à? Con này được mười mấy cân? Mười ba cân ổn chưa? Thoải mái. 13 cân làm 4 mâm đẹp. Đây là mấy chị em đang làm hộ các loại rau thơm nhá. Xả cho ít thôi cua, mày chỉ đã làm ít thôi, không cần cho nhiều đâu, xả. Bây giờ anh em bắt đầu mổ để bắt đầu đem ra chế biến nhé. Để chế biến các món buổi chiều hôm nay tổng hợp thì món cầy tơ thịt chó đấy. Hôm nay anh em lấy cái xương chó để nấu với quả mít nhá. Hôm nay anh em sẽ nấu với quả mít non. Anh em đang đi vạc nhá, cái này phải cho ra nước. Vạc này phải có nước không là nó dính vào nhựa ra dính. Giờ anh em bắt đầu lọc ra để làm các món chia mô để làm các món. Đây là gồm có nướng, chả nướng này, thịt hấp này, rượu mận, sáu lăn được rồi, lòng rồi này, và canh xương nấu mít. Chắc bỏ rồi. Chưa lộn à? Hả? Chưa lộn à? Lộn. Bây giờ anh em bắt đầu đang làm lòng để chuẩn bị làm nhân lòng rồi nhé. Lấy cái đũa em. Nếu không ra thì làm cái đũa chọc cho nhanh. Giờ anh em đã lọc xong nhé. Để bắt đầu chia ra các món. Cái xương thì nấu mới có mít nhé. Đây ngoài này anh em mình đang rửa rau thơm. Chú dê quả mít kia ấy rồi, nhanh lên thâm hết rồi quả mít rồi. Nhanh tay nhanh mắt. Ở trên đây anh em đang làm gia vị nha. Riềng thì chị đi đào. Hấp cho nó cắt đây nửa đấy. Đông cứ người đi sửa ra cho anh ra đi. Anh đặt thằng máy quay sang bên kia. Lòng rồi kia ra đổ cho nó gọn. Hấp này. Cái này vẫn phải làm lại, vẫn phải rửa lại. Đấy là lọc ra để rửa lại chứ em. Chưa xong đâu. Bắt đầu 4 mâm thoải mái nhỉ. Thế thôi đủ 4 mâm thế thôi. Bây giờ nướng cho cái này để cho vào thôi. Cái này thì cho vào rượu mận thôi. Không, cái ba chỉ mỏng quá. 6 lăn á? 6 lăn cho cái này được. 4 đĩa. 6 lăn. 3 cả 4 2 mảnh được 4 đĩa rồi. Được. Được. Còn này thì chả nướng này. Thôi, cái đồ này hấp này, nướng này. Rượu mận thì ấy rồi. Chỗ mận đây, cái củ chối kia các thứ đấy. Này, xương cổ. Còn giờ đây là thịt nướng này. Đây thịt nướng. Bổ sung cái này, ba cái này cho vào thịt nướng này. Thấy không? Thế là được 3 món này nha. Rượu mận đây một món nữa này. Là 4, lòng nữa là 5. Cái xương là 6, thế là đủ thôi. Cái này thì... Đây 6 lăn đấy.
không thì nếu mà không ấy thì trích bớt ra cái này nạc tí nó ngon. Đấy, tìm nhá. Đây này, bỏ cái ấy này, bỏ cái thận. Anh không phải đâu. Đấy là những cái đấy. Thoải mái bằng này. Có 40 mâm. Đây này, cái gì nhỉ? Đấy cho rượu mận này. Xào lăn ngon đấy. Ờ cái đấy xào lăn được. Cơm kia bỏ bớt đi đúng không nhỉ? Những cái này cho xào lăn. Chiều nay không làm là đây mua về mua tim vịt nữa. Chiều nay bỏ nướng á, thế là xào lăn cái này này. Thôi. Đây này nhá. Đấy cho cái vào, xào lăn đây. Đúng không? Đấy. Đấy cái mỡ đi cho vào. Đá cũng ít. À cũng mát. Đây rồi, chả nướng rượu mận các thứ anh lọc ra đấy hai cái. Đây rượu mận có cái đầu đây. Rượu mận thì có cả cái đầu, có cả xương cho vào ăn ngon. Xương sườn đi. Nhưng mà lấy xương sườn đây rồi. Rồi thái nướng đã. Đây giờ anh em bắt đầu à thái cái nướng. Còn cái nào cái mỡ mỡ cho vào nấu rượu mận. Anh cho một ít giấm vào ngâm cho nó ấy anh nó trắng. Chắc quả mít đấy thì làm ra nửa thì chứ cũng không hết được quả đấy đâu. Mới mà. Không cứ nhiều nhiều đi. Cứ nhiều nhiều mít vào nhá. Năm nay ăn mít bữa này chắc bữa thứ hai. Nếu phải cho nhiều nhiều cái xương vào thì nó mới ngậy, quả mít ấy. Căng. Dã được mà. Đây anh em bắt đầu băm cái nhân lần đầu rồi nha, cho hết cái mỡ vào em ơi. Anh chất bắt đầu trong kia còn không? Đây thì cái phổi thôi, cái nhặt. Kia ở cái quả tim mà đầy mỡ rồi. Bóc này. Đây. Làm rồi không? Thiếu mỡ à? Trong tủ có tí mỡ lợn không? Tủ quá. Ừ. Mỡ ở đây. Mỡ lợn này cho vào đây thêm. Mỡ nguyên mỡ không á? Ừ. Mỡ cả thịt ba chỉ cũng được mà. Cái chỗ này thì hơi ít. Hơi bốn mâm là hơi mỏi. Nó là chẳng khổ lên rồi. Ừ. Khổ rồi, khổ rồi, khổ rồi. Khổ mà. Làm gì đã được không tự? Cho nữa bạn nào. Thoải mái rồi em, được rồi. Anh em đã băm xong nhé, bây giờ cho nó thơm gia vị vào nữa là anh em bắt đầu dồn cái lòng dồi. Này là bộ lòng dồi chó đó. Rau răm ở trong đấy em. Tôm nhất là mà chưa nhỉ? Còn thông đi chứ. Cái gì? À mắm tôm á. Mắm tôm của hơi ấy không nhỉ? Mắm tôm đấy không ngon đâu. Mắm tôm đấy chỉ là mắm tôm xào thôi, không phải mắm tôm nấu. Đây, anh em đang chế biến là các món nhé. Quả thịt cầy hôm nay buổi chiều hôm nay đấy. Các đầu bếp đang vào những công đoạn cuối cùng. Bên kia đây mắm tôm đầy đấy. Ông lấy luôn cho lọ mẻ nữa. Hiện tay lấy đi. Không vào đây nó không đủ. Cảm ơn.
Đây anh em đang cho cái món quả mít để ngâm vào để tí nữa nấu với cái xương chó nha. Quả này quá ngon rồi. Không hạt nó không già này ăn ngon. Nếu quả nó già hạt có già quá ăn không ngon. Nó lại có cái mảnh dạng như cái sành sành của nó hạt ấy. Tầm này ăn vừa ngon vừa thơm. Bây giờ anh em bắt đầu cho mẻ, cho đỗ, rau thơm các loại để anh em bắt đầu làm cái lăn. Nên đồng rồi ông tự ông làm thêm mấy cái dây nữa để buộc ông ơi. Mẻ này mới hay là ấy đây? Cái cũ rồi đây. Chắc mới. À đây, cũ là nhìn thấy nhẫn phết rồi. Rồi mắm tôm đây em ơi. Thôi. Đây là riêng anh em đã xay nhá. Cho nửa đấy thôi, dự cho rửa nửa bằng đấy thôi, không nhiều quá không ngon đâu. Ồ thế thôi. Thế rồi. Ờ. Cái trộn lên. Để sao làm vậy? Cho đồ ăn là ngon. Bóp vừa thôi, đừng không thừa đâu, tí nữa còn bóp mấy nữa mà, tí nữa bóp còn giãn nữa mà. Tôi để anh bóp cho. Lòng chó này bóp nó giãn này chứ. Xương là lấy cái xương sống với cái xương sườn cho vào nồi rượu mận, còn cái xương cẳng kia các thứ mới xương đầu cho vào nấu canh mít là được. Canh xương này không cho nhiều xương vào kia, cuối cùng là canh xương lại chả ăn. Đây trên đấy nhỉ, đây dây dù đây được con này được chỗ nhỉ, 4 bầm con này nhỉ, đưa em 5 bầm chứ, 4 bầm nó mới thuận. 4 bầm nó không thuận đâu, mai nó còn mường toàn. Anh được rồi, cây anh phải đi anh 5 bấm phải không? Bây giờ anh lại chơi chắn, anh chơi chơi lẻ nữa. Đấy. Chắc áo để nhỉ, cắt dao sắc thế mà xoẹt một đứt. Chắc lắm, giờ thì chắc lắm. Rủ đây. Đây em ơi. Đây bộ hai cốt à. Đấy, em chỉ buộc khít. Đây có đồn đoạn này không? Có. Có thì mang xong luôn. Rồi anh em bắt đầu băm cái xương để cho vào nồi rượu mận nhé. Cái xương này là anh em cho vào rượu mận nó mới ngon nhé, nó thơm ngậy. Để to lắm đi thái. Ơi, rửa đi. Đây băm cái xương đấy, cho xương đấy cho vào nồi rượu mận này em ơi. Còn cái xương xương sống sống này. Đấy, đường xương đấy để nấu canh tiếp. Được chưa? Cái nồi đấy phải nấu nồi canh, phải vào cái nồi vừa nãy làm nước lông ấy. Thoải mái. Nồi sạch chứ? Nồi nhiều. Tắm này, tắm. Bỏ chỗ nào bỏ em nhá, phải không? Không, xương cho canh để nấu nhiều xương nó ngọt thì nó mới ấy chứ. Nấu cái mít nó ngon hay không, là xương nó ngọt hay không là ở cái quả mít ấy, nó ngấm hết vào quả mít rồi.
Lấy cái xương vào xào thôi. Giờ chú Tú Béo nha, đang bắt đầu phụ trách cái món ướp gia vị. Đây là món chả nướng. Này là riêng mẻ. Mắm tôm. Nữa đi em ơi, nữa. Một mùi nữa. Đây anh em cho mắm tôm nhé. Yeah. Ok em ơi. Đây là ướp. Trứng hả? Nào ăn. Sao lăn ngay thôi chứ vậy? Sao quá? Đúng rồi, thế thôi. Ông có tiền đưa cho sáng anh rồi. Đưa chứ đi trả rồi đâu, trời, tay trên chân hai nữa trời. Bây giờ anh em ướp. Ướp đi để cho nó ngấm gia vị nhá. Sau đấy anh em mới xiên để nướng. Để giao lưu buổi tối hôm nay. Đây là anh em đang làm món cầy tơ. Nướng chả. Còn bên này ướp xong ướp luôn cái món rượu mận. Còn bên này nữa thì anh em đang thái cái món sáo lăn nhá. Cháo này có phải cho dầu mỡ ướp không? Có chứ em. Cho tí dầu mỡ và mỡ chứ. Đây. Đấy cũng ướp thế, riêng mẻ mắm tôm. Trưng trưng lên tí. Cho nó ấy ra thì nó mới ngấm gia vị chứ. Đặt vào đấy thì nó lại thành miếng bóp được mà. Sáu lan này. Đây là món sáu lan. Anh có thịt hấp à? À kia đây. Có chứ, thịt hấp có đầy đủ hết. Tí nữa ướp luôn vào rồi rượu mận. Anh thiết đây, bỏ lên để nó ướp vào đây. Da mẻ. Không, anh ăn chua tối anh lại chửi cả. Quay tát mặt. Chứ bạn ăn mặn ở nhà đây anh em chết. Vừa đi, ơ vừa đi. Nó thật mặn đó kìa. Tưởng ăn bún. Người đâu có ưu chỉ mặt tôm như thế. Có nhiều mặn cho thầm mình đưa thầm mặn rồi thôi. Dừng nhiều mặn ngon rồi. Ướp miếng có đâu chứ không? Còn tí để xào mấy món sáo lăn. Cho ít để sáo lăn. Cái này em thái xả luôn để sáo lăn nhé. Đây cho cái ấy vào đây này. Bỏ đây. Bỏ cái này vào đây. Chứ đồ anh. Cứ mấy vặn vào. Nhưng mà cho nó có rồi. Nhưng mà đi sáo lăn nhiều. Nhiều đấy. Chứ không bỏ lại ớt đi. Biết rồi, nó sẽ rất là nhiều rồi. Giờ anh em ướp cái này để cho nó ngấm gia vị nha, xong anh em mới cho vào nấu om. Đây là món thịt giả cầy. Còn mỡ ông đổ luôn vào cái nồi ấy đi, nồi ướp thịt nướng đấy. Để cho Tú tí nó bóp lại nha. Đây là anh em đã làm xong các món nha của buổi chiều hôm nay về món thịt cầy tơ, làm các món nói chung là gâu làm các món. Hôm nay để anh em làm các món này, thịt hấp, rượu mận, sáo lăn, chả nướng và món lòng dồi, canh xương nấu mít, quả mít. Rồi pịa chó thì chưa làm đến, vẫn để lại sau một tí mới làm. Làm món pịa nữa thì đỉnh như quả chóp nhỉ? Chưa ai làm pịa chó đâu đấy. Quên mấy cái đấy anh đánh nhẽ xiên vào một xiên thì hay. Giờ anh em bắt đầu luộc cái món lòng rồi nhá. Cầm ngay lên cho nó nhanh anh. Bê thẳng lên đâu nào, thả vào đấy đâu tiện nào. Thế nào. Ôi giời, ôi. Đấy, giờ anh em bắt đầu om nhé. Đừng cho lửa nữa, em vừa gạt đấy, không là bùng đấy, bùng ra đấy.
Ở dài dài thật nhưng mà bung ngay. Này là anh em đang luộc nhé, đang ôm để cho ra để quấn vào cây để nướng. Kế đoạn cây mà nướng này, thì đốt than cho nướng thì cho vào luôn là nướng trước. Đây giờ anh em bắt đầu vớt cái lòng dồi nhá. Đây nó tóp lại chín rồi, những cái đoạn đấy là to nhất. À còn đoạn to kia đấy chín rồi, chín rồi, quắt nó chín rồi. Gan được, có một đoạn lòng lắm, có một đoạn to ấy, đúng ấy. Đấy nổi đây, lừa lừa gạt vào đổ. Xong anh em bắt đầu xào cái món xương, tẩy để anh em cho vào nấu mấy canh mít nha. Này xào thì cũng phải cho gia vị chút mẻ, cho tí mắm tôm nữa cho nó gậy. Cho nó ngấm đầy đủ gia vị luôn, không là cho vào nồi om, không là anh em mới cho vào mít và sau cùng. Bây giờ mà anh em đang đầu xào qua cái món mít nhé, để om với xương nấu với canh xương chó gâu gâu. Thái mẻ thật. Cho các gia vị mắm muối và cho thêm ít mẻ, ngấm gia vị và anh em cho vào nồi xương om. Cái này om nhanh thôi, cái này xào qua thì cho vào một lúc là rừ thôi. Sao anh ai cắm đâu nhanh giờ 5 giờ rồi. Bây giờ là vừa đấy. Nướng bây giờ là vừa rồi. Xong om. Thế có mỗi mình anh Xuyên rồi à? Giờ chả lẽ vài nữa giờ hắn hướng ở trong lại cần còn sổ sách. Ông Từ, Tiên Độ. Ông Từ đàn lấy ở nhà anh Trình đâu, lấy ở trên này, kia đây. Đảo lại chưa? Nhãn nữa.
thế. Rồi từ từ đã em ơi. Cho nó bốc lên mất là thả tiếp. Mà từng đấy cũng đủ rồi. Chị em gần nhau dạo khó gọi nhau nhỉ. Bây giờ anh em om rượu mặn nhé. Được rồi. Vẫn cho tí nước vào đây. Cho nước rồi à? Có nước rồi đấy. Xong nước rồi đấy. Anh đảo qua xem nào. Rượu mặn này mà om chín tẩm từ chín tới thôi. Còn anh ạ. Nhớ chín tới mà. Nhờ ăn em ngấy. Tại người có đang đúng. Chín chín không? Ăn được. Đây là ít xào lăn. Thôi, anh em mình hết tầm 3 xiên này thì có mình trở về gọn. Làm đi. Anh có thấy nước này, nước rái của nó dề dề ấy là nó sai đấy. Rõ nhá. Cái này thích gió phải chỉ cái mép này chỉ kéo về một bên nhỉ. Bây giờ anh em đang thái món lòng để cho nó lên mâm nhá. Chủ tịch nay đi vắng rồi. Không biết là có về kịp không. À, phó đấy hình như là sa thải hết rồi sao ấy. Bốn luôn mâm. Gửi bớt đi rồi. Ăn tối kém quá. Đây, đây thùng đúng là nửa thôi. Giờ đi đến đâu có đầu bếp đến đấy. Sử dụng đầu bếp tại địa phương. Ai đấy? Tín nướng ấy. Tín ơi! Đây nhá. Thank you.
đeo găng tay vào nhá. Làm vừa tắm xong. À, tắm xong rồi. Ôi, ôi. Đây, dần dã. Nhưng mà chưa này, bán sản đâu nhỉ? Ở ngoài đâu nhỉ? Lúc xào đâu nhỉ? Đây đây đây. Chỗ cửa nhỉ? Mắm này chắc không phải gì chính đâu nhỉ? Cho vào. Có chưa? Hỏi đâu ra lại lúc nào ngọt quá. Chính với đường chứ. Thì vấn đề gì anh? Lại quay. Bây giờ anh em xào món thịt chó xào lăn này. Của bác, không có bác thì vô đi. Right.